Bố diễn viên Angela Phương Trinh, gia đình đang rối ren, bị tác động từ nhiều bên, buồn lòng về sự thay đổi của con gái. Sau khi Angela Phương Trinh có những phát ngôn gây ồn ào, bố của cô cho hay gia đình đang rối ren. Sức khỏe, tinh thần của các thành viên đều không ổn định. Họ mất ăn, mất ngủ, mẹ và em gái cứ nhắc đến nữ diễn viên là khóc. Theo ông, việc Angela Phương Trinh bị lôi kéo diễn ra trong hơn một năm nay. Nữ diễn viên 9X dần xa rời gia đình, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe bố. Tôi hoàn toàn không biết chuyện xảy ra với con. Đến khi phát giác, sự việc đã đến nước không còn gì để mất, từ tài sản đến mọi thứ, ông nói. Theo ông, Angela Phương Trinh hiện tại như một con rối, không còn là chính mình. Ông cảm nhận những nội dung đăng tải hàng loạt trên fanpage và tài khoản cá nhân của con gái không do cô viết nhưng bất lực, không dám manh động lúc này. Ông cho biết vụ việc của con gái bị đẩy đi xa, cộng đồng mạng gây sức ép lớn khiến các thành viên đều bị ảnh hưởng, sinh kế duy nhất là hoạt động kinh doanh bị trì trệ. Một số người dùng mạng quá khích đe dọa kéo đến phá hoại cơ sở kinh doanh khiến ông lo sợ, phải cầu cứu công an khu vực. Thông qua mạng xã hội, Phương Trang, em gái nữ diễn viên mong muốn cô nhìn nhận lại bản thân, dừng các hành vi hiện tại. Bà Thủy, mẹ Angela Phương Trinh, cho biết không có cơ hội trò chuyện cùng con suốt 2 năm. Bà thay mặt con xin lỗi cộng đồng mạng, cho rằng Angela Phương Trinh bị dẫn dắt và mong cô quay đầu là bờ.